Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và quý vị, đề tài ngày hôm nay là Hà Nội, tức là Cộng sản Việt Nam, đói tiền như thế nào? Đó là cái chủ đề của ngày hôm nay. Tại sao tôi đặt cái tựa đề này? Quý vị, trước khi mà đi nghe qua cái nội dung của ngày hôm nay, thì tôi đưa hai bản tin mà tờ báo Thanh Niên đã đưa ra cho thấy rằng là tình trạng mà của Việt Nam như thế nào. Quý vị, đầu tiên hết là heo nhập lậu đè giá heo nội địa. Trong đó là gần như là có một cái tình trạng chênh lệch khoảng 10.000 đồng trong khi heo lậu xuất hiện. Đó là bản tin thứ nhất mà phía báo Thanh Niên đưa ra. Và thứ hai là Ấn Độ tiếp tục siết nguồn cung nội địa sau lệnh cấm xuất khẩu gạo. Quý vị, thì trong đây thì hai bản tin này, một cái liên quan tới Việt Nam, một cái liên quan tới Ấn Độ. Và trong bản tin ngày hôm qua tôi có loan cho quý vị liên quan tới việc mà Ấn Độ giới hạn xuất cảng gạo ra bên ngoài đã khiến cho nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ rơi vào tình trạng sắp hàng đi mua gạo của Ấn Độ. Ấn Độ được xem là một trong những quốc gia xuất cảng gạo lớn nhất thế giới. Quý vị, giá gạo của Ấn Độ mà ở tại các cái siêu thị và những nơi sắp hàng đó quý vị, túi gạo 20 pounds là chưa tới 10 kg, trị giá 46 đồng 99 tại Hoa Kỳ. Và gạo Ấn Độ bây giờ người ta tìm mua, đứng sắp hàng mua rất là nhiều. Quý vị, đây là cái tình trạng xảy ra. Và Ấn Độ tuyên bố là sẽ ngưng xuất cảng gạo để bảo đảm cái an toàn lương thực của họ trong cái giai đoạn trước mắt, trước tình trạng của El Nino, trước tình trạng của cái gọi là có thể có cơn khủng hoảng về lương thực sau khi mà Nga rút ra khỏi cái hiệp ước về xuất cảng lúa mạch và ngũ cốc ở trên bờ Hắc Hải. Thì quý vị, tình trạng này đã xảy ra và giá cả lương thực trong mấy ngày trước tôi có loan cho quý vị là giá lúa mạch đã tăng khoảng 10% cho tới 15%. Và ngũ cốc cũng tăng khoảng 14%, tức là giá cả đều tăng cao. Tình trạng này phản ảnh cho thấy rằng là thiếu lương thực có thể sẽ rơi vào cơn khủng hoảng năm nay hoặc năm tới. Tức là sẽ tình trạng thiếu lương thực và giá cả lương thực sẽ còn tăng cao hơn nữa. Quý vị, đây là cái hiện trạng đang xảy ra. Và bên cạnh đó thì quý vị, vào cách đây khoảng 6 tháng thì Indonesia là quốc gia xuất cảng dầu ăn lớn nhất thế giới. Dầu olive, tức là dầu ăn đó quý vị. Thì Indonesia tuyên bố là sẽ ngưng xuất cảng dầu ăn để bảo đảm cái việc mà an toàn lương thực ở trong nước. Và việc này đã khiến Liên Hiệp Quốc khiếu nại. Thì cuối cùng Indonesia đồng ý là cấp một bài cho việc xuất cảng một số dầu ăn ra những quốc gia có cần thiết, là những quốc gia đang phát triển và nghèo đói. Thì quý vị, những điều này nói lên điều gì? Những điều này nói lên tình trạng lương thực của thế giới có nguy cơ sẽ rơi vào một cơn khủng hoảng lớn. Và trong đó tình trạng thiếu lương thực đã xảy ra ở nhiều nơi. Và nó sẽ lâm vào một cơn đại khủng hoảng nếu như mà Nga tiếp tục duy trì việc gọi là giới hạn xuất cảng ở trên vùng Hắc Hải. Bởi vì Nga và Ukraine chiếm 30% cái lượng lúa mạch trên toàn cầu. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là toàn cầu đang đối diện với một cái cơn khủng hoảng lương thực và giá cả lương thực có thể sẽ tăng cao hơn trong thời gian sắp tới. Do đó quý vị, cái bài này tôi nói đến là cái tình trạng của Việt Nam. Việt Nam, việc nhập, tại sao có tình trạng mà heo nhập lậu là bởi vì Việt Nam cũng đang trong tình trạng thiếu lương thực. Thì quý vị, Việt Nam đang nằm trong tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Giá cả lương thực ở Việt Nam cũng tăng không kém gì ở bên ngoài. Và bên cạnh đó quý vị, chính vì tình trạng giá cả lương thực tăng cao,
thiếu hụt nguồn lương thực và lương thực không được an toàn về sức khỏe công cộng. Nó dẫn tới tình trạng là phải nhập cản từ bên ngoài rất nhiều. Từ thịt thà cho tới thậm chí là bây giờ lạng quạng mai mốt nhập cản cả gạo luôn nữa quý vị. Có nghĩa là tình trạng lương thực của Việt Nam trong tình trạng bấp bênh, không có kho dự trữ và thiếu an toàn về lương thực. Có nghĩa là tình trạng lương thực ở Việt Nam sẽ thiếu hụt trầm trọng. Giữa lúc mà Võ Văn Thưởng công du tại Âu Châu thì không đạt được kết quả nào hết. Xin tiền cũng không có. Mà xin mở rộng thị trường cũng không được luôn. Bởi vì mở rộng thị trường là phải đáp ứng đúng cái quy tắc của Liên hiệp Âu Châu và kể cả WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới. Mà muốn đáp ứng được những cái quy tắc này thì coi như Đảng Cộng sản vào thùng rác. Chính vì vậy mà chuyến đi của Võ Văn Thưởng được xem là zero. Không xin được tiền để mà gọi là vốn ODA xây dựng hạ tầng cơ sở. Cũng không có xin được phía Âu Châu mở rộng thị trường xuất cảng cho nông sản của Việt Nam. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã giới hạn tất cả những mặt hàng xuất cảng của Việt Nam. Do đó quý vị, chuyến đi của Võ Văn Thưởng đã thất bại. Tuy nhiên thì ở đây tôi không nói từ sự thất bại của Võ Văn Thưởng, mà tôi đang nói tới tình trạng nguy hiểm của người dân Việt Nam khi mà thiếu lương thực xảy ra. Ok quý vị. Quý vị thấy Indonesia, quý vị thấy Ấn Độ, ngay lập tức khi mà họ thấy rằng là cái tình hình có thể dẫn tới nguy cơ là thiếu an toàn lương thực, họ cấm xuất cảng ngay. Họ cấm xuất cảng ngay lập tức để tránh tình trạng mà họ không đủ lương thực cung cấp cho người dân của họ. Từ Indonesia qua tới Ấn Độ. Trong khi đó quý vị, Hà Nội thì giữa lúc mà người dân đang không có lương thực và thiếu lương thực, giữa lúc mà phải nhập cản các cái nguồn lương thực từ bên ngoài, thì Cộng sản lại tìm cách đi bán lương thực ra bên ngoài để kiếm tiền. Trong đó là đi năn nỉ Âu Châu, rồi trước đó thì Phạm Minh Chính đích thân qua Trung Quốc năn nỉ Trung Quốc là mở rộng thị trường nông hải sản cho Việt Nam. Có nghĩa là tình trạng thiếu lương thực không nói làm gì, mà Cộng sản đang đói tiền tới mức khủng khiếp luôn. Bất chấp sự an toàn về lương thực cho người dân. Tức là không đủ lương thực không cần thiết, miễn là bán được có tiền trong giai đoạn này, giá cả lương thực đang cao, tìm cách bán ra kiếm tiền vô. Nhưng mà không quan tâm tới tình trạng thiếu hụt lương thực tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia chuyên về nông nghiệp. Và thường thường là một quốc gia chuyên về nông nghiệp thì đâu có đói quý vị. Đâu có thiếu lương thực đâu. Những quốc gia mà được xem là thiếu lương thực, phải nói đầu tiên hết là Nhật Bản. Quý vị mà tới Nhật Bản, giá cả lương thực rất cao. Âu Châu cũng vậy. Âu Châu giá cả lương thực rất cao. Thì quý vị, những nơi này họ phải nhập cản lương thực từ bên ngoài. Họ sản xuất không được bao nhiêu. Và chính phủ Nhật Bản lại có cái chương trình bảo hộ cho nông sản của họ. Bởi vì cái dải đất của Nhật Bản nó luôn có những cái trận động đất, sóng thần và núi lửa. Chính vì vậy mà họ bị kẹt trong cái vấn đề lương thực và họ phải nhập cản. Do đó lương thực ở Nhật Bản và ở Âu Châu rất cao. Và chính vì vậy mà chính phủ của những quốc gia này luôn lúc nào cũng thúc đẩy và ưu tiên cho cái gọi là an toàn lương thực, tức là không thiếu nguồn lương thực cung cấp cho người dân của mình. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam thì chực chờ lợi dụng cơ hội, có cơ hội xuất cản là chơi tới bến luôn để kiếm tiền. Trong khi đó, người dân không đủ lương thực để cung cấp. Thì quý vị thấy, quý vị đi chợ búa, quý vị thấy rồi. Giá cả đều mắc mỏ. Chính vì vậy mà mới có màn hàng lậu xuất hiện. Bởi vì giá cả mắc mỏ ở các siêu thị, cho nên người dân Việt Nam mới tìm cách mua thực phẩm lậu nó rẻ hơn. Và chính điều này và cái thị trường bán thực phẩm lậu ở Việt Nam nó phát triển khủng khiếp. Nó phát triển khủng khiếp luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Cái mà tôi đang nói tới đây là sự thiếu lương thực. Indonesia hay là Ấn Độ, ngay lập tức họ có chính sách. Bởi vì sao quý vị? Những chính phủ này, họ có thể rất muốn tiền. Họ lúc nào cũng muốn tiền cả. Họ phát triển đất nước mà. Muốn phát triển cái nền kinh tế của đất nước thì tiền chiếm vị trí quan trọng. Nhưng cái sinh mạng của người dân quan trọng hơn. Họ không muốn người dân họ sẽ bị đói. Họ không muốn người dân họ phải đối diện với giá cả lương thực quá cao
và họ không muốn đối diện với tình trạng mà phải chạy từng nơi để mà kiếm lương thực về cho dân của mình. Do đó quý vị, họ khóa ngay tại chỗ để bảo đảm cái an toàn lương thực và nguồn cung cấp lương thực cho người dân của họ. Nhưng ngược lại, cộng sản thì không như vậy. Nó thấy ô, thị trường lương thực tăng từ 10 cho tới 15%, ngu gì không bán kiếm lời. Quý vị, nhưng mà bây giờ bị giới hạn của thị trường Âu Châu và Hoa Kỳ, thì bây giờ chỉ đi qua năn nỉ Trung Quốc thôi. Có nghĩa là nó vẫn ôm cái mộng là bán lương thực ra nước ngoài, bán nông sản ra nước ngoài để kiếm lời, trong khi người dân của mình không đủ lương thực để dùng. Đây là cái cách cai trị của cộng sản, và họ đói tiền tới mức, bởi vì quý vị, các món nợ sắp sửa tới rồi. Thứ nhất là cái món nợ đáo hạn của các ngân hàng Trung Quốc. Sau khi mà mượn tiền để xây dựng một số hạ tầng cơ sở, thì tới thời điểm phải trả nợ. Và nếu lần này không trả được nợ, thì bắt buộc phải vay món nợ mới để trả nợ cũ. Mà quý vị, nợ cũ thì cái tiền lời nó rẻ. Còn bây giờ vay nợ mới thì phải theo cái phân lời của thị trường. Thì quý vị, coi như là mang một cái nợ khổng lồ hơn nữa. Do đó, cộng sản bằng mọi giá phải đi gom tiền, đi gom Mỹ Kim để mà có đủ tiền trả nợ. Do đó quý vị, họ sẵn sàng xuất cản mọi thứ. Và các món nợ này không phải chỉ với lại ngân hàng trung ương của Trung Quốc đâu, mà ngay cả các món nợ với IMF, với World Bank và với ADB cũng đã tới thời kỳ đáo hạn và không thể gọi là đảo nợ, vay nợ để trả nợ được nữa. Phải trả nợ, còn nếu không sẽ bị xếp vào tình trạng những quốc gia không có tín dụng hoặc là tín dụng quá xấu. Thì quý vị, tình trạng này sẽ giới hạn thêm các cái nguồn cung cấp của World Bank, của IMF và của ADB. Những nguồn cung cấp đó là những cái tiền tài trợ không hoàn lại. Họ sẽ giới hạn. Họ sẽ giới hạn những cái nguồn tiền này. Tại vì những định chế tài chính này của thế giới, họ sẽ dựa trên cái tín dụng để họ cung cấp cho những quốc gia đang phát triển và nghèo đói một số tiền không hoàn lại để mà phát triển kinh tế và hỗ trợ cho những vùng nghèo khó, gọi là xóa đói giảm nghèo. Thì quý vị, cái nguồn tiền này sẽ bị mất nếu như rơi vào tín dụng xấu. Chính vì vậy, cộng sản phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm đủ mọi cách để có đủ tiền trả các món nợ đang nợ hiện nay. Và chính điều này tôi mới nói quý vị là hệ thống ngân hàng của Cộng sản Việt Nam có thể rơi vào cơn khủng hoảng vào cuối năm, là bởi vì họ không còn tiền. Nếu Trung Quốc không bơm tiền vào, thì có thể họ đi tới tình trạng vỡ nợ. Và tình trạng vỡ nợ này có nghĩa là cái guồng máy cai trị nó sẽ gánh luôn tất cả những món nợ của ngân hàng. Khi mà nó thu tóm các ngân hàng trở thành ngân hàng quốc doanh, thì nó sẽ gánh luôn tất cả những món nợ này. Và những món nợ này nó sẽ đè nặng thêm cái món nợ của quốc gia nữa. Do đó quý vị, cộng sản ở cái giai đoạn bây giờ, tôi nói quý vị, nó khát tiền vô cùng và nó đói tiền vô cùng. Giữa lúc mà tình trạng bết bát của cái nguồn ngoại tệ đã giảm đi, quý vị nghĩ đi, từ đầu năm tới bây giờ, 7 tháng rồi, mà toàn bộ cái tiền ngoại tệ, tức là người ở nước ngoài gửi về đó, chưa tới 4 tỷ 3. Trong khi mấy năm trước quý vị, mười mấy tỷ, gần 20 tỷ, có năm lên tới 20 mấy tỷ, bây giờ mới có 4 tỷ 3 thôi. Mà tình trạng này còn bấp bênh hơn nữa, là bởi vì những người ở hải ngoại, họ không có gửi tiền về cho thân nhân nhiều. Những kẻ mà xuất khẩu lao động thì bây giờ gồng gánh tiền trả nợ cho các tay trùm mafia ở đó gần như cạn luôn rồi. Không có tiền gửi về cho thân nhân. Thì quý vị, chính điều này nó dẫn tới tình trạng mà Hà Nội thiếu tiền trầm trọng, khát tiền và đổi tiền, cho nên bây giờ nó quơ vào đủ mọi kiểu để mà nó gom tiền. Nó quơ vào tất cả những thứ mà người dân đang có được trong nước để nó kiếm thêm tiền. Nó tìm cách xuất cản đầu này đầu kia để nó kiếm thêm ngoại tệ. Đây là cái hiện trạng đang xảy ra tại Việt Nam. Và quý vị, nó bế tắc hoàn toàn. Nó bế tắc hoàn toàn. Là bởi vì tôi đã nói với quý vị, đừng có nghe cái hệ thống cai trị đó bịp bọm. Là bởi vì Việt Nam không phải là thành viên toàn diện của WTO. Mà là thành viên giới hạn của WTO. Mà khi là thành viên giới hạn thì mặt hàng xuất cảng của họ sẽ bị giới hạn nhập cảng qua các quốc gia khác mà không kiện được. Ví dụ
xuất cảng qua Trung Quốc, Trung Quốc đóng cửa cũng không kiện được Trung Quốc. Xuất cảng qua Hoa Kỳ, Âu Châu bị đóng cửa cũng không kiện được. Tại vì các quốc gia này là thành viên toàn diện. Trung Quốc thì không phải, nhưng mà Trung Quốc có một cái thị trường quá lớn. Nhưng mà ngược lại, Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ không có cái việc gọi là bị kiện được, là bởi vì anh không phải là thành viên toàn diện. Anh chỉ là thành viên giới hạn thôi. Và chúng tôi có quyền đặt quota, tức là số lượng. Năm nay tốt, chúng tôi cho thêm một chút. Năm nay không tốt, chúng tôi giảm đi một chút, các anh không kiện được. Lý do tại sao Việt Nam không được làm thành viên toàn diện vậy quý vị? Tôi đã từng giải thích rất nhiều lần trong các cái livestream trước đây. Bởi vì muốn trở thành thành viên toàn diện là phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn của WTO. Tiêu chuẩn đó đầu tiên hết là nền tư pháp độc lập. Tiêu chuẩn thứ hai là phải có những cái công đoàn, nghiệp đoàn tách rời, không có liên quan gì tới cái chế độ cai trị, để bảo vệ quyền lợi của công nhân và người dân. Và thứ ba là phải cải tổ toàn bộ cái hệ thống kinh tế, không có tình trạng đặt rào cản thương mại, không có tình trạng đánh thuế cao để bảo hộ. Ví dụ ngành xe hơi đó, quý vị có nước nào mà đánh thuế lên tới 300% vào trong chiếc xe hơi nhập cảng không? Không có. Do đó, người dân Việt Nam mua chiếc xe gấp mắc 3-4 lần, mắc hơn so với những người dân ở những nước khác. Chính những cái hành động này, nó dẫn tới tình trạng mà Việt Nam không thể xuất cảng nhiều được. Không thể xuất cảng nhiều để kiếm tiền được. Trừ khi là cải tổ. Mà cải tổ thì tôi đã nói quý vị là Đảng Cộng sản vô thùng rác ngay. Bây giờ nếu như mà cho có nền tư pháp độc lập không dính dáng gì tới chế độ cai trị, tức là có bồi thẩm đoàn, có xét xử vụ án dựa trên bằng chứng, nhân chứng và vật chứng, không có đảng can thiệp, không có chế độ cai trị can thiệp, thì quý vị, sẽ có bao nhiêu lá đơn từ Việt Nam khởi kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đây? Do đó, họ sợ là sẽ bị chính dân chúng nó kiện, cho nên họ không thể có nền tư pháp độc lập được. Còn công đoàn độc lập thì càng không thể nào. Tại vì Đảng Cộng sản cướp chánh quyền và cướp quyền cai trị bằng bạo lực và dựa vào giới công nhân. Nó đâu có ngu gì cho công nhân có công đoàn độc lập. Mai mốt công nhân lật nó làm sao? Tại công đoàn độc lập là không dính dáng gì tới chế độ cai trị cả. Và họ sẵn sàng tổ chức những cuộc đình công lớn để làm tê liệt kinh tế nhằm đòi hỏi quyền lợi cho công nhân. Thì quý vị, nó ảnh hưởng tới quyền lực của đảng cai trị. Thì làm sao có thể để cho công đoàn được hoạt động độc lập, nghiệp đoàn được hoạt động độc lập? Nó phải nằm dưới quyền quản trị của Cộng sản thông qua cái mặt trận Tổ quốc chứ. Do đó quý vị, tình hình kinh tế của Việt Nam gần như là bết bát. Gần như là bết bát, kiếm tiền ngoại tệ cũng không ra. Trong lúc đất nước đang bị đối diện với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Thiếu lương thực trầm trọng, rồi bây giờ cộng thêm thiếu năng lượng nữa. Bây giờ nó chỉ cần qua mùa hè thôi. Tức là tìm đủ cách có năng lượng trong mùa hè thôi. Bắt đầu qua khỏi mùa hè, sự thiếu hụt sẽ lộ rõ ra. Và lúc đó nó sẽ cúp điện nhiều nơi. Bây giờ thì tạm thời nó dồn cho mùa hè. Bởi vì mùa hè rất là nóng. Chỉ cần cắt chỗ nào là chỗ đó bị thiệt hại ngay. Cắt khu dân cư thì dân nó nổi loạn. Cắt khu hành chánh thì coi như guồng máy tê liệt. Mà cắt khu sản xuất thì coi như là không có thể hoạt động kinh tế được. Do đó nó dồn năng lượng cho cái mùa hè. Nhưng mà qua khỏi mùa hè tới mùa thu và mùa đông, thì lúc đó quý vị cạn rồi. Không còn đủ sức nữa. Thì lúc đó nó sẽ bắt đầu cái biện pháp cúp điện luân phiên ở nhiều nơi, để mà duy trì cái nguồn năng lượng gọi là giới hạn của Việt Nam. Bên cạnh đó quý vị, giá cả lương thực tăng cao, thì người dân lại phải đi mua đồ lậu nhiều hơn. Tức là đi mua những cái mặt hàng nhập cảng bất hợp pháp, đặc biệt là cái ngành lương thực. Tức là quý vị sẽ đối diện với lại cái hệ thống lương thực mà thiếu an toàn về sức khỏe công cộng. Và cục quản lý cũng không chi phối tới nổi nữa. Và lúc đó có nghĩa là đồ ăn độc hại có thể lọt vào trong cái thị trường Việt Nam một cách rộng rãi luôn. Thì quý vị, đây là cái hiện trạng mà Hà Nội đang phải đối diện. Và
với cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu, không còn cái kiểu đi hai ba hàng được nữa. Và Anthony Blinken đã nói, chúng tôi không có ép nước nào chọn đâu, nhưng mà mỗi quốc gia có quyền lựa chọn riêng của mình. Câu đó có nghĩa là các anh chọn đi, chọn đứng về phía chúng tôi hay Trung Quốc. Rất rõ ràng quý vị. Thì điều này có nghĩa là Hà Nội bế tắc toàn diện. Bế tắc về việc phát triển kinh tế. Bế tắc về cái đường hướng duy trì chế độ. Tại vì bây giờ đã bị ép tới cái cách chọn rồi. Mà nếu chọn phía Trung Quốc thì coi như đẩy cả dân tộc vào cái nghèo đói và thiếu ăn. Còn nếu ngã về phía Hoa Kỳ thì có nghĩa là cái đảng cai trị sẽ biến mất. Bởi vì ngã về phía Hoa Kỳ là cái điều kiện đầu tiên là một nguồn máy chính phủ minh bạch. Muốn được minh bạch thì phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Mà Việt Nam bây giờ mà xuất hiện đảng đối lập thì có nghĩa là đảng Cộng sản vô thùng rác luôn. Do đó, Cộng sản ở cái thế không còn chọn lựa. Không còn chọn lựa và cũng không có đường đi. Bây giờ kinh tế giống như là cái kiểu mà tới đâu hay tới đó. Không có một cái chiến lược kinh tế nào cả. Tất cả chỉ là tuyên truyền thôi. Nào là 4 chấm, kỹ thuật 4 chấm, rồi nào là Việt Nam sẽ là nơi trung tâm phát triển về semiconductor, tức là chất bán dẫn, bla 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 bla. Nào là Việt Nam có nhiều đất hiếm lắm, bla 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 bla. Quý vị, tất cả những cái này chỉ là tuyên truyền thôi. Cộng sản bế tắc toàn diện. Bế tắc toàn diện luôn. Tức là từ cái hướng phát triển kinh tế cho tới cái cách duy trì chế độ cai trị cũng đang gặp nhiều thách thức. Tại vì đến cái giai đoạn này đó, quý vị, không thể duy trì độc đảng được nữa. Không thể duy trì độc đảng được nữa. Nếu duy trì độc đảng thì có nghĩa là sẽ đứng tách mình ra với khu vực và hội đồng cộng đồng quốc tế. Bởi vì cộng đồng quốc tế hội nhập là phải có một nền chính trị minh bạch và có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Để làm cho chính phủ minh bạch hơn, giảm bớt tham nhũng. Chính điều này tôi nói quý vị là bế tắc toàn diện. Và tình trạng trước mắt là thiếu tiền. Thiếu tiền trầm trọng. Từ đây tới cuối năm là cái nợ đáo hạn phải trả. Rồi từ đây tới cuối năm, nguồn năng lượng chưa chắc đủ cung cấp. Lương thực thì coi như giá cả đã cao rồi, phải nhập lậu rồi. Có nghĩa là tình trạng thiếu lương thực đã tới một cái mức độ gần như báo động rồi. Và quý vị, đừng nói tôi qua tới năm tới 2024, Việt Nam trở thành quốc gia nhập cảng gạo lớn nhất khu vực nha. Lúc đó thì không còn biết nói gì hơn. Một quốc gia đã từng mệnh danh là vựa lúa của Đông Nam Á. Tức là xuất cảng lúa gạo qua Đông Nam Á. Bây giờ phải đi nhập cảng lúa gạo thì hết nói rồi. Thì quý vị, điều này có thể xảy ra đó, chứ không phải dẫn chơi đâu. Nhất là đầu năm tới, sau cái Tết Nguyên Đán của năm tới. Lúc đó quý vị sẽ đối diện với một cái hậu quả trầm trọng. Và trước cuối năm thì tình trạng giá cả lương thực không phải là lên gấp 3, gấp 4 như bây giờ đâu. Có thể gấp 5, gấp 6 hoặc gấp 10 lần cho cái mùa Tết. Bởi vì lúc đó quý vị, các quốc gia khác đều siết hết. Họ cũng giới hạn xuất cảng luôn. Họ cũng giới hạn xuất cảng luôn. Thì lúc đó quý vị, nhập cảng ở đâu ra? Nhập cảng thì không có. Mà xuất cảng qua Trung Quốc thì giá bèo. Bây giờ nhập cảng lại chỗ nào để có đủ nguồn lương thực cung cấp đây? Và kết quả, dân Việt Nam vẫn phải đi mua thịt lậu, mua heo lậu, mua rau cải lậu, thậm chí là mua gạo lậu nữa. Đây là cái sự bế tắc của đảng cầm quyền. Bởi vì cái cuộc chuyển trục lần này càng lúc nó càng ép tới rồi. Không còn chọn lựa. Mà Cộng sản thì quý vị thấy rồi đó. Họ sẵn sàng tuyên bố không cần xuất siêu qua Hoa Kỳ mà. Vương Đình Huệ nói câu này. Có nghĩa là chúng tôi không cần thị trường Hoa Kỳ. Chúng tôi có một thị trường Trung Quốc đã đủ rồi. Quý vị, câu nói mang tính chất đầy bế tắc. Quý vị đi buôn bán, quý vị muốn có thêm khách hàng. Hay quý vị chỉ muốn giới hạn một người khách đó thôi. Rồi lỡ như người khách đó vì lý do nào không có tiền, hoặc là vì lý do nào đó họ chọn một đối tác khác, lúc đó quý vị bán cho ai? Quý vị nhìn vô thôi là chúng ta đã thấy sự bế tắc toàn diện rồi.
bây giờ Cộng sản càng chịu đấm ăn xôi, tức là càng thỏa hiệp với Trung Quốc thì càng chết. Tại vì Bắc Kinh luôn đòi hỏi những điều kiện mà Cộng sản không dám hó hé cho người dân biết. Tại vì những điều kiện của Trung Quốc gần như là khống chế toàn bộ kinh tế của Việt Nam, gần như là khống chế toàn bộ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Làm sao nó dám hó hé, làm sao nó dám tiết lộ 14 cái văn bản mà Nguyễn Phú Trọng đã ký, làm sao nó dám tiết lộ những gì Phạm Minh Chính đã ký kết để đổi lại mở được cái thị trường nông sản xuất cảng qua Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc mở rộng cái việc xuất cảng năng lượng của Việt Nam. Đổi lại là cái gì? Bắc Kinh đâu có làm trò miễn phí cái kiểu đó. Bắc Kinh sẽ không làm trò miễn phí. Anh muốn tôi mở ra nhập cảng thêm nông sản của anh, anh muốn tôi xuất cảng điện nhiều hơn vào anh, thì anh đưa cho tôi cái gì? Quý vị, Phạm Minh Chính có lên tiếng cho biết là đã thỏa thuận đưa cái gì cho Trung Quốc hay không? Điều này cho quý vị thấy rõ là tình hình trong Việt Nam càng lúc càng bế tắc, càng lúc càng nguy hiểm. Do đó quý vị, giờ phút này là nó nương nhờ cái gì? Cái sự hỗ trợ từ bên ngoài. Hỗ trợ từ bên ngoài tức là cái khối người Việt đó, không gửi tiền thì cũng gửi đồ ăn thực phẩm về cho thân nhân đó. Thì nó gần như là điều hành guồng máy quốc gia theo kiểu tới đâu hay tới đó. Mưa tới đâu che tới đó. Đây là một trong những cái hình ảnh của Việt Nam bây giờ. Và nó càng lúc nó càng tệ hại hơn từ đây tới cuối năm. Bây giờ mới tới tháng 7 thôi, còn 5 tháng nữa tới cuối năm rồi. 5 tháng này không hề có một cái phép lạ nào xảy ra đâu. Không hề có một phép lạ nào xảy ra đâu. Và chưa kể Janet Yellen sau khi mà viếng thăm Việt Nam, khi trở về Mỹ, chưa biết được bà làm cái gì. Có thể bà sẽ áp đặt một số những cái lệnh trừng phạt kinh tế về điều A, điều B, điều C đối với Việt Nam. Chưa biết được. Nhưng mà bà ta lại không cam kết bất kỳ một điều gì để mở rộng thị trường cả. Và đây chính là cái mà Cộng sản đang đánh lô tô. Đánh lô tô là bây giờ họ tìm cách gọi là tiếp cận lại với Trung Quốc. Trong khi đó, bây giờ đụng tới Nga thì vướng nhiều cái lệnh cấm vận. Vướng nhiều cái lệnh cấm vận của Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Đâu thể đi thẳng với Nga được. Đi thẳng với Nga là bị trừng phạt ngay. Do đó quý vị, Cộng sản bây giờ ở cái thế gọi là không biết phải làm cách nào. Và bây giờ chính vì vậy, nó tìm cách làm cho người dân bớt suy nghĩ bằng cái đại án giải cứu để cho người dân entertainment một chút. Hay là cái vụ Blackpink đang trình diễn. Hay là cái vụ của Nguyễn Phương Hằng chuẩn bị đưa ra xét xử. Để cho người dân chú ý những vấn đề này, quên đi cái thực tại và quên đi những cái gì mà họ lo ngại. Nhất là cái tình trạng việc làm không có, tiền không có, bây giờ lương thực thì cao và thiếu an toàn về sức khỏe công cộng. Tức là mua đồ lẩu thì không bảo đảm được trong đó có chất độc gì, trong đó có những cái vi khuẩn gì có thể lây lan và có thể gây hại sức khỏe. Thì quý vị, tình trạng này xảy ra ở Việt Nam rất nhiều. Và gần như là bây giờ dân ở trong Việt Nam 60% là mua đồ lẩu. Xài đồ lẩu không? Từ máy móc kỹ thuật cho tới thực phẩm. Tại vì sao? Đồ lậu rẻ hơn quý vị. Đồ lậu rẻ hơn. Nhưng mà cái thiếu an toàn của đồ lậu và cái hậu quả của nó thì quý vị biết. Đây là cái thực tế và dân ở trong Việt Nam, dân có tiền bây giờ cũng ăn uống không được an toàn nữa. Chứ đừng nói là dân không có tiền. Và quý vị tự đặt câu hỏi lấy, liệu với cái tình hình này Việt Nam sẽ đi về đâu dưới cái sự cai trị tiếp tục của Đảng Cộng sản. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong đã mượn trên cái câu chuyện mà báo Cộng sản đăng ra để cho thấy là các quốc gia vì an toàn lương thực họ sẵn sàng ngưng xuất cảng. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam vì khát tiền sẵn sàng bán tất cả mọi thứ. Đó là cái sự khác biệt khi mà những quốc gia khác chính phủ làm việc cho người dân. Còn Đảng Cộng sản thì tìm đủ mọi cách để duy trì quyền lực cai trị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.